ra mắt siêu phẩm Galaxy Fold, Samsung mới đây cho biết, họ đã đưa dòng sản phẩm Galaxy Fold vào hạng mục sắp mở bán, sau khi hoàn tất các công đoạn nâng cấp, sửa lỗi để đảm bảo những chiếc điện thoại này có thể sử dụng tốt mà không gây ra sự cố nào. Những thay đổi của dòng Galaxy Fold 2.0 bao gồm, việc mở rộng lớp bảo vệ trên cùng của màn hình Infinity Flex Display ra ngoài cạnh viền, biến nó thực sự trở thành một phần không thể tách rời trong thiết kế chung. Điều này hạn chế việc người dùng tự ý bóc tách lớp bảo vệ này giống như một số reviewer từng làm thử dẫn tới mất chức năng cảm ứng hoặc ảnh hưởng khả năng hiện thị. Bên cạnh đó, phần trên và dưới của bản lề, nơi thực hiện thao tác gập mở của Galaxy Fold, sẽ được tăng cường thêm các nắp bảo vệ nhằm gia cố và tăng cường sự chắc chắn. Các lớp kim loại cũng được bổ sung bên dưới màn hình Infinity Flex, nhằm tăng thêm khả năng chống chịu và co giãn của màn hình này trước những tác động vật lý. Galaxy Fold suýt chút nữa đã được bày bán từ tháng 4, tuy nhiên sau khi đưa sản phẩm tới tay các reviewer, YouTuber nhằm đánh giá chất lượng, Samsung nhận được một số phản hồi kém tích cực về độ hoàn thiện sản phẩm, khiến màn hình của máy gặp vấn đề trong khâu hiển thị. Cuối cùng, Samsung đưa ra thông báo quyết định rằng họ sẽ hoãn thời gian bán chiếc Galaxy Fold lại để nghiên cứu, khắc phục sự cố, nhằm mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng, đồng thời cũng hủy tất cả những đơn đặt hàng trước đối với Galaxy Fold. Trong một vài tuần trở lại đây, Samsung liên tục cập nhật tin tức về dòng Galaxy Fold, nói rằng thiết bị về cơ bản đã hoàn thiện và sẽ sớm quay lại thị trường. Thông tin mới nhất cho biết Samsung sẽ mở bán Galaxy Fold trong tháng 9, cùng thời điểm với hai dòng Galaxy Note 10, Note 10 Pro sau khi bộ đôi này được ra mắt vào ngày mùng 7 tháng 8.